Lần trở lại Măng Đen này có những trải nghiệm ấn tượng mà mình bị sốc vì hóa ra là Măng Đen còn nhiều nơi trông ma mị và lạ lẫm như thế này nè. Mà trước đó thì mình cũng chưa thấy ai review chỗ này luôn. Bởi vậy khi mà check tour và xem hình xong thì trong ngày đầu tiên đến Măng Đen, tụi mình đã nôn nóng để có thể đến được điểm này đầu tiên. Mà chứng kiến bằng mắt thường còn đẹp hơn rất nhiều lần so với quay video lại cho mọi người coi á. Địa điểm này hiện tại các bạn local đặt cho nó một cái tên rất là ma mị, rừng chết Măng Đen. Sáng sớm trên xe khách vừa tới Măng Đen, cả đám tụ họp đá nhẹ một tô phở khô ngon nhất nách, lấy sức để di chuyển thêm 25 km đi vào rừng chết Măng Đen. Lúc này thì mới tới được khu vực bến tàu Thượng Con Tum thôi nha, mà ngó sơ cảnh cũng đã đẹp cỡ này rồi nè. Sau đó Hoàng mới gọi thuyền ra đón tụi mình, vi vu lướt trên hồ để ra bè gỗ, nằm cạnh thác rất là xinh nha. Chỗ này sẽ dành cho tụi mình nghỉ chân, gửi đồ và buổi trưa sẽ ăn ở đây luôn. Đối với mình thì tới đoạn này là cảnh cũng thấy đã đủ đẹp rồi nè, nhưng mà chưa nha, tụi mình còn đi thêm một chặng thuyền nữa tầm 20 cho tới 30 phút để vào được đến đoạn đẹp nhất của khu rừng. Thiệt sự nếu mà một người amateur đi lên Măng Đen thì không có thể nào mà tìm ra được cái chỗ này luôn á trời. Bản thân nơi này khi xưa từng là một khu rừng nguyên sinh xanh mướt, nhưng mà về sau khi mà sông Đắk Pla chuyển dòng làm cho cây ngập úng và bị lụi tàn, dần dần trở thành một vùng đất mang vẻ bí hiểm và ma mị hơn. Về sau Hoàng và một số người trong lúc ở Măng Đen đi mò thì mới khám phá ra thấy giống như một khu rừng chết, cho nên gọi với một cái danh xưng là rừng chết Măng Đen luôn. Sau đó thì các bạn mới kết hợp với anh em trong làng để mở một cái tour hoàn thiện. Chi phí cho tour một ngày ghép đoàn là 800 kg cho một người, đã bao gồm ăn uống đầy đủ nha, khởi hành hàng ngày luôn. Bạn nào lên Măng Đen định đi thì có thể nhắn cho mình nha. Đoạn đi thuyền vào sâu trong rừng, mọi người sẽ được trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảnh sắc khác nhau. Và tiến vào sâu bên trong tụi mình bị ngỡ ngàng nha, nguyên một khu rừng rất rất là rộng mọi người. Mà cái cảm nhận rõ nhất và nghĩa đen nhất là giống như mọi người đang đi vào một cái phim trường đóng phim ma vậy á. Bữa tụi mình đi thì trời có mưa nhẹ nhẹ nha, lúc mưa lúc không, cho nên mọi người sẽ thấy là có lúc mình bận áo mưa và cũng có lúc không á. Tưởng chừng nếu mà đi vào ngày nắng ở đây mà có mây xanh nữa thì chắc chỗ này sẽ đỉnh dữ lắm luôn. Tới đoạn này thì tiếp tục thong thả đi bộ nha, chụp ảnh và băng qua khu rừng chết Măng Đen, mà một bên còn có đồi cỏ xanh theo mùa nhìn vừa đẹp vừa ma mị. Cung đường này với mình thì cũng tương đối dễ đi, thỉnh thoảng sẽ gặp một vài cái cây gỗ bắc ngang qua. Tốt nhất là nếu đi thì mấy ông bà nhớ mang giày thể thao nha cho nó an toàn. Nhưng mà tụi mình còn được hướng dẫn để đi thêm một đoạn rừng và check in thác khỉ cũng như là thác đá đĩa nữa. Nếu mà gặp trời mưa thì sẽ hơi trơn, nhưng mà người ta cũng có set up đường cho nên đi cũng khá là dễ. Cái này là lưu ý trước nha, có thể mọi người sẽ được trải nghiệm bị vắt cắn, như bạn mình là bị cắn 2 nhát luôn. Cho nên là dặn trước nhớ mặc quần dài nha. Từ xa xa thôi cũng đã nghe thấy tiếng thác chảy. Đi từ ngoài vào thì mọi người sẽ được check in thác khỉ trước. Con thác này không cao nhưng mà có cái cây gỗ bắc ngang qua, mọi người có thể ra đây check in nè, đẹp lắm. Nước ở đây thì mình nghe nói là cả năm đều trong veo như thế này nè, và mọi người có thể tắm thoải mái. Ở đây có tụi khỉ hay xuống đây uống nước cho nên người ta mới gọi là thác khỉ đó. Tới đây mà còn đủ sức thì mọi người đi thêm một đoạn nữa sẽ check in được thác đá đĩa. Con thác cao sừng sững dựng đứng và địa chất ở đây có nét độc đáo giống như gành đá đĩa Phú Yên, cho nên người ta mới gọi ở đây là thác đá đĩa nha. Mà lúc tới được đó mình còn không nghĩ là có ngày mình được check in những cái địa điểm lạ quắc này ở Măng Đen á chứ. Đi tour này là tour ghép nha, nhưng mà check in thoải mái luôn, với lại mấy bạn tour guide chụp hình rất là xịn. Sau khi mà về lại bè thì tụi mình có một bữa trưa quý báu được ăn các món ăn dân dã tự nhiên như là gà nướng than, rau rừng, cá hồ thượng, cá lóc nướng, với một cái view không thể nào xịn hơn nữa. Mà tính ra thì cũng lâu lắm rồi mới được ăn một con gà chất lượng mà thịt nó dai đã như vậy. Ở đây thì ngoài bạn mình là Hoàng tour guide, các anh em đều là người địa phương trong làng, người Sơ Đăng, cùng nhau làm bè và cho khách trải nghiệm tour đi rừng, đi thác. Bữa nay được ăn ké cùng mọi người, nghe được rất nhiều câu chuyện hay về khu rừng này. Ăn uống no say xong đến chiều mà còn sức thì thong thả mọi người rủ nhau chèo súp loanh quanh khu này, nước siêu trong. Đúng nghĩa là nói về địa điểm này thì thậm chí là có nhiều người du lịch Măng Đen rồi vẫn không biết.